Cây quất được biết đến là loại cây ăn quả được trồng từ lâu đời và phổ biến ở nước ta để lấy quả làm nước uống, mứt ăn và làm cây cảnh trang trí. Cây quất thường cao từ 1 đến 1,5 mét, thân màu xanh xám, phân chia nhiều cành nhánh, lá đơn hình bầu dục, màu xanh thẫm, cuống có cánh nhỏ, có đốt ở đầu. Hoa thường đơn độc, nở xòe 5 cánh màu trắng tươi, có mùi thơm, chủng nhụy ngắn. Đậu thành quả hình cầu, lúc còn non màu xanh bóng, khi già chín đổi sang màu vàng cam. Trong thành phần quả quất có chứa nhiều tinh dầu, vitamin A, B, C, đường, axit citric 25, caroten. Trong đông y, quất có vị ngọt, chua, tính ấm, tác dụng vào các kinh phế, vị, can. Quất có công năng tiêu đờm, trị ho, tiêu thực, giải rượu. Hạt quất có tác dụng giảm ho, cầm máu, chống nôn. Là quất vị cay đắng, tính lạnh, có tác dụng điều hòa, cải thiện chức năng gan, kích thích tiêu hóa, thông phế khí, chống nôn, nấc, tiêu hạch. Được xem là một cây thuốc quý. Từ xa xưa, đông y đã dùng cây quất để làm thành dược liệu sử dụng trong nhiều bài thuốc hay. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thuốc sử dụng vị trần bì làm vỏ của quả quất chín. Với vị thuốc làm vỏ quất hay còn gọi là trần bì, sau đây chúng tôi sẽ xin giới thiệu một số bài thuốc ứng dụng liên quan đến vị thuốc trần bì. Bài thuốc thứ nhất là điều trị tiêu chảy thường gặp ở trẻ em và người lớn, gồm có vị thứ nhất là cam thảo, trần bì và thương chuột. Các lượng coi như bằng nhau, một thứ nhất là tán bột, hai là sắc uống, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Bài thuốc thứ hai là bài trị ho do cảm lạnh hoặc là do viêm họng, do viêm phế quản. Vị gồm có trần bì là chủ vị, thứ hai nữa cam thảo, bán hạ và bạch linh. Bạch linh hay còn gọi là phục linh, dùng để sắc uống, ngày uống từ 2 đến 3 lần. Bài thuốc thứ ba là bài thuốc về trị rối loạn về tiêu hóa, về rối loạn về tiêu hóa và suy dưỡng ở trẻ em, gồm có bạch chuột, vị chủ trần bì, cam thảo, bạch linh và đẳng sâm. Chúng ta có thể coi như tán bột hoặc sắc uống ngày 2-3 lần. Ngoài ra còn một số bài thuốc khác để trị, thứ nhất là trứng cam tỳ tiêu chảy ở trẻ em, vị chủ cũng là trần bì, kha tử, trích cam thảo. Đấy, tán bột mỗi lần dùng khoảng 8 gram, sắc uống ngày uống từ 2 đến 3 lần. Hiện nay để quất ra nhiều quả đẹp, giữ được lâu, nhiều nhà vườn không ngại ngần phun, ướp các loại hóa chất trực tiếp lên cây quất, đặc biệt là vào thời điểm gần thu hái. Những hóa chất này có thể tồn đọng, thậm chí ngấm sâu vào quả, khi ăn có thể gây ra nhiều tác dụng có hại tới sức khỏe. Chính vì vậy, mọi người cần hết sức lưu ý khi chọn và mua quất. Đồng thời, khi sử dụng quất làm thuốc cũng cần thực hiện một số lưu ý nhằm đạt hiệu quả tối đa khi chữa bệnh. Đối với vị thuốc trần bì, điều kiêng kỵ là thứ nhất là trong những cái trường hợp là bệnh nhân có nhiệt, là thực nhiệt, hoặc khí hư, hoặc ho khan do âm hư, hoặc là thổ huyết, hoặc là không có thấp, không có đờm, ứ trệ thì không nên dùng vị thuốc trần bì. Trong các loại trái cây có chứa nhiều vitamin, khoáng chất để bảo vệ sức khỏe, quất là loại quả có sẵn quanh năm và dễ tìm. Quất là loại quả rất tốt, có thể dùng làm gia vị, nước uống hoặc làm thuốc. Từ các bài thuốc sử dụng quất, khi được sử dụng đúng cách, hợp lý sẽ đem lại những kết quả tích cực đối với sức khỏe con người. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây.
Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con, và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.